Bạn có muốn mở shop thời trang mà không cần vốn? Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chiến lược được gọi là chiến lược bán sớm. Khi thực hiện chiến lược này, các shop thời trang vừa mới bắt đầu khởi nghiệp hoặc là khi các bạn ra bộ sưu tập mới, và nếu áp dụng chiến lược này một cách triệt để, các bạn sẽ không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng vốn nào, vẫn có thể đem về lợi nhuận như bình thường. Bán sớm đúng không? Chiến lược bán sớm này là một chiến lược được gọi là khi chúng ta có một cái sản phẩm mới và nó đang còn nằm ở trong trứng nước, thì các bạn đã bắt đầu tìm cách để đưa nó ra ngoài thị trường và đã có một nguồn doanh thu nhất định từ nó. Trong kinh doanh thời trang, đây là một chiến lược rất là tuyệt vời, và các bạn đừng nghĩ rằng nó đang chỉ dành cho những shop thời trang mới, những bạn không có nguồn vốn, mà kể cả các ông lớn, những thương hiệu thời trang lớn họ vẫn dùng cách này để xoay vòng dòng tiền của họ và không cần phải bỏ rất là nhiều vốn cho một thương hiệu thời trang nào đó thì mới tạo ra được doanh thu khổng lồ từ nó. Lợi ích tuyệt vời khác bạn sẽ nhận được khi sử dụng chiến lược bán sớm này trong kinh doanh thời trang: nhất, bạn sẽ có được một dòng tiền sớm. Hai, một điều cực kỳ quan trọng nữa đó là bạn có thể dễ dàng đo lường được thị trường, đo lường được hiệu quả của một cái sản phẩm mới mà bạn chuẩn bị cho ra mắt, để tránh việc tồn kho, giúp cho các bạn đo lường được thị trường. Mình khi mà các bạn bắt đầu cho ra một bộ sưu tập mới, một sản phẩm mới đi, thì việc đo lường thị trường cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được những rủi ro trong sản phẩm mới này, hạn chế được lượng hàng tồn kho và hiểu được rõ được là thị trường có sẵn sàng đón nhận cái sản phẩm mới này của các bạn hay không. Nói chung ra, các bạn sẽ nhận được cực kỳ nhiều lợi ích khi các bạn triệt để áp dụng chiến lược bán sớm này vào trong kinh doanh thời trang. Vậy, làm cách nào để các bạn có thể áp dụng chiến lược này một cách hiệu quả? Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái ví dụ rất là đơn giản từ một cái người khách hàng, cũng là một cái người bạn của tôi, là một shop thời trang thiết kế tại Hồ Chí Minh. Và họ đã áp dụng chiến lược này rất là hay ho vào trong video ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn đã nghe được nó, bởi vì đây là một chiến lược vàng trong thời trang đó các bạn. Cô bạn của tôi mỗi một lần mà cho ra mắt một sản phẩm nào đó trên thị trường thì cô ấy làm theo những cái bước trình tự như sau. Sản phẩm mới nào đó, đầu tiên thì cô ấy sẽ tạo ra bản vẽ cho nó. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, cô ấy mạnh dạn truyền thông bản thiết kế này lên trên đa kênh, truyền thông trên đa phương tiện luôn các bạn nha. Và bước thứ ba, đó là nội dung của bản thiết kế này, cô ấy sẽ tập trung vào việc hỏi ý kiến của khách hàng nha. Hỏi ý kiến khách hàng nha các bạn nha. Cô ấy sẽ viết các bài viết, hỏi các câu hỏi kiểu như sau: à các bạn ơi, các bạn thấy bản thiết kế này của tôi có phù hợp với các bạn không? Có đẹp với các bạn không? Và nếu như cần một điểm nào đó cần chỉnh sửa thì các bạn sẽ góp ý chỉnh sửa gì cho tôi? Và hoặc có những bài viết cô ấy nói rằng: à nếu như tôi bán bản thiết kế này thì các bạn thấy là nó sẽ phù hợp cho các bạn hay không? Hoặc là các bạn sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền nếu như tôi tạo ra mẫu này? Rất là nhiều cách để các bạn có thể hỏi ý kiến khách hàng thông qua cái việc này. Có cả những khi cô ấy hỏi với khách hàng là: à bạn ơi, bản này đẹp không? Mẫu này đẹp không? Tôi có nên làm nó hay không? Rất là nhiều câu hỏi khác nhau, và thậm chí là cô ấy còn đi vào chạy quảng cáo luôn. Vậy sau khi mà làm được tất cả những cái bước này thì cô ấy tiến hành vào một cái bước tiếp theo, đó là bước đo lường lại nha. Cô ấy check lại xem phản hồi của thị trường nó đang như thế nào, đo lường lại thị trường xem là khách hàng của cô ấy có đang sẵn sàng đón nhận mẫu này hay không, hay là có đang góp ý gì cho cô ấy hay không. Khi đo lường thị trường xong, việc chỉnh sửa hay không tùy thuộc vào niềm tin của các bạn. Nếu các bạn chắc chắn rằng bạn có đang có một cái tệp khách hàng khác và đang sẵn sàng đón nhận thiết kế này của các bạn, thì kể cả có một nhóm đối tượng khách hàng khác họ không đồng ý với thiết kế này thì cũng không sao cả, các bạn cũng vẫn có thể tiếp tục cho ra bản thiết kế này. Tuy nhiên, không phải là chúng ta sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt mà cô ấy tiến hành một bước tiếp theo, đó là sản xuất mẫu, nhập vải về và làm mẫu cho bản thiết kế đó, làm mẫu một sản phẩm thôi các bạn nha, làm mẫu một sản phẩm thôi và kiểm tra thêm một lần nữa bằng cách là chụp cái mẫu này lên.
Cô ấy đã chụp mẫu này lên và lại tiếp tục quay trở lại bước tiếp theo, đó là truyền thông về nó, đó là hỏi tiếp và đó là chạy ad tiếp. Đó. Tôi làm như thế này để các bạn hiểu rõ. Đó, và cô ấy lại tiếp tục cái hành trình này, lại truyền thông. Đó, lại tiếp tục truyền thông, lại tiếp tục hỏi. Lại tiếp tục truyền thông, lại tiếp tục hỏi khách hàng, lại tiếp tục chạy quảng cáo cho cái bộ sản phẩm mẫu này. Cái phần này á thì mọi chuyện nó đang rất là rõ ràng rồi, gần như là rất là rõ ràng rồi. Cô em đã chuẩn bị vải, chuẩn bị mọi thứ để tiến hành vào sản xuất rồi. Tuy sản xuất với số lượng bao nhiêu thì gần như là cô ấy đã đo được hết. Bởi vì khi mà chụp mẫu xong, update truyền thông các kiểu rồi. Và lúc này content không phải là content hỏi đơn thuần nữa, mà là content nhận order luôn rồi các bạn nhé. Cô ấy đã nhận order rồi. Khi nhận order xong, bắt đầu song song với việc nhận order là đã tiến hành sản xuất hàng loạt. Và số lượng sản xuất ra bao nhiêu ở giai đoạn này chúng ta đã hoàn toàn có thể kiểm soát được. Và khi nhận order này, khách hàng chắc chắn sẽ phải chuyển về một số tiền nhất định tùy theo mỗi bộ sưu tập và tùy theo mỗi một đợt để cô ấy áp dụng. Có khi thì cô ấy yêu cầu khách là chuyển khoản 50%, 50% còn lại sẽ nhận khi mà có hàng và giao hàng. Cũng có những khi đối với những cái sản phẩm đặc biệt thì cô ấy yêu cầu khách chuyển khoản 100% theo với một chương trình ưu đãi đặc biệt, đó là giảm giá bao nhiêu phần trăm so với lại giá bán chính thức của sản phẩm này. Và cô ấy chia sẻ với tôi là với cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn đang đạt hiệu quả cao tới 70% và 80%. Gần như là cô ấy bỏ ít tiền đầu tư, rất là ít cho một cái mẫu thiết kế, cho một cái mẫu sản phẩm. Và thông thường tiền sẽ được đổ về ngay khi cô ấy còn chưa mua vải, chưa thiết kế, chưa tiến hành vào sản xuất. Các bạn thấy không? Với cái cách làm đơn giản như thế này, với cái chiến lược bán sớm như thế này á, thì mỗi một hành trình mà các bạn đầu tạo ra một sản phẩm mới hay các bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thời trang á, thì sẽ không còn có một cái nỗi lo được gọi là nỗi lo về tiền nữa. Các bạn sẽ không sợ rằng mình không có tiền để khởi nghiệp, và khi đó dòng tiền của các bạn sẽ được xoay vòng rất là nhanh. Để tăng tính hiệu quả cho chiến lược bán sớm này thì tôi đề nghị với các bạn là các bạn nên sử dụng một chiến lược khác nữa trong hành trình bán sớm, đó là sử dụng chiến lược thư tay. Có nghĩa là các bạn nên tạo ra những cái bức thư tay cảm ơn khách hàng, những người khách hàng đầu tiên sẵn sàng ủng hộ sản phẩm của các bạn ngay khi nó còn chưa được hình thành một cách rõ ràng. Hoặc có thể sử dụng tiếp các chiến lược như chiến lược tặng quà này, chiến lược giảm giá cho người khách hàng đầu tiên này, chiến lược quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng VIP này, rất là nhiều chiến lược khác và các bạn có thể áp dụng song song để tăng tính hiệu quả cho chiến lược bán sớm này của các bạn. Nhưng các bạn cũng cần phải cân nhắc rằng kể cả khi những cái sản phẩm của các bạn đang còn mới, đang còn ở trong cái chiến lược, đang còn ở trong cái giai đoạn gọi là giai đoạn sơ khai như thế này này, các bạn cũng cần phải nhớ rằng tất cả những điều gọi là đường kim mũi chỉ, hay là chất lượng của vải, hay là chất lượng của sản phẩm, bạn cũng cần phải đảm bảo rằng nó là một cái sản phẩm tuyệt vời để các bạn có thể tạo ra được ấn tượng tích cực cho khách hàng của mình. Chúc các bạn áp dụng chiến lược này thành công, và đừng quên rằng tôi có 1001 chiến lược kinh doanh thời trang khác nữa.